phong trào Hồi giáo Hamas thống trị trên dải Gaza từ 15 năm qua đã thách thức mọi dự đoán khi mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có chống lại nhà nước Do Thái, một quyết định rủi ro đáp ứng nhiều mục tiêu chiến lược. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas bất ngờ mở cuộc tấn công mang tên Hồng thủy Al-Aqsa thâm nhập lãnh thổ Israel từ trên bộ, biển và từ trên không, với sự yểm trợ của pháo binh khi nã hơn 5.000 quả pháo rocket khiến chính quyền và quân đội Israel bất ngờ không kịp trở tay. Hàng trăm người Israel bị giết chết và bị bắt cóc. Đương nhiên, trong cuộc tấn công này của Hamas, trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan tình báo Israel. Sự việc làm nổi rõ những đánh giá sai lầm của Israel và một chừng mực nào đó là phương Tây về phong trào Hồi giáo Hamas, khi vẫn đơn giản xem đấy như là một tổ chức đấu tranh, một phong trào chính trị hay trung tâm xã hội tinh thần. Nhà địa chính trị học Frédéric Cancel trả lời phỏng vấn báo Journal du Dimanche ngày 8 tháng 10, lưu ý Hamas còn là một bộ tham mưu quân sự đáng gờm, một chế độ chính trị cuồng tín và cực kỳ quyết tâm. Nhận xét này cũng được ông Thomas Vescovi, một nhà nghiên cứu độc lập, cùng chia sẻ trên nhật báo Công giáo La Croix, khi nhìn nhận rằng Hamas có một kho vũ khí và kỹ thuật chiến đấu rất tinh nhuệ. Vì sao Hamas lại tiến hành chiến dịch quân sự quy mô đó vào lúc này, trong khi đợt leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và dải Gaza hồi tháng 5 vừa qua, phong trào Hồi giáo vũ trang này đã vắng bóng? Giải cứu hàng ngàn tù nhân Palestine bị Israel giam giữ có lẽ sẽ là mục tiêu hàng đầu. Hơn 100 con tin Israel bị bắt đi trong cuộc tấn công sẽ là món hàng mặc cả có giá trị cho phép Hamas đàm phán với Israel trong thế thượng phong. Theo La Croix, sở dĩ ông Mohamed Deif, thủ lĩnh nhánh quân sự của Hamas, có thể tiến hành một chiến dịch tầm cỡ như vậy. Một phần nhờ vào địa thế, có đường biên giới chung với Ai Cập dễ đi lại, tiếp nhận vũ khí trang thiết bị. Nhưng mặt khác, đó cũng còn nhờ vào nguồn hậu thuẫn, hậu cần, tài chính và chính trị từ Iran và trong một chừng mực nào đó là Qatar. Ông David Khanfa, đồng giám đốc Đài quan sát Bắc Phi và Trung Đông của quỹ Jean Jaurès, giải thích rằng Hamas đã có được kỹ nghệ với sự hậu thuẫn của vệ binh cách mạng Iran nhờ vào các kỹ sư nghiên cứu về thôn và nhờ vào các cơ sở nghiên cứu bí mật cho phép Hamas nâng cấp năng lực khi sử dụng các công nghệ dân sự chuyển đổi cho mục tiêu quân sự, hết lời dẫn. Nỗi bất an về chính trị xã hội trên dải Gaza sau 20 năm bị Israel phong tỏa là một miền đất màu mỡ cho Hamas khai thác, từ việc Israel tiếp tục mở rộng khu chiếm đóng ở Cisjordania, ngoại giao bế tắc, cho đến sự bất tín nhiệm của chính quyền Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas, theo như quan sát của chuyên gia Thomas Vescovi. Sự cạnh tranh về chính trị giữa Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cũng có thể là một nguyên nhân. Theo ông David Khanfa, không giống như đối thủ, Hamas không chỉ đơn thuần là một nhóm thánh chiến vũ trang, mà đây còn là một tổ chức rất linh hoạt, điều hành cả dải Gaza như một dạng nhà nước sơ khai từ năm 2007. Việc nắm quyền lãnh đạo toàn bộ phong trào dân tộc Palestine là một phần chiến lược hậu Abbas. Cuộc tấn công này cũng xảy ra vào lúc Mỹ, Israel và Ả Rập Xê Út có những đàm phán nhắm đến bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ giữa Tel Aviv và Riyadh. Nhà địa chính trị Frédéric Cancel lưu ý Hamas là một nhánh Hồi giáo Palestine hệ phái Sunni cực đoan, chính trị quân sự của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Ả Rập Xê Út là một nhà nước có quan điểm Hồi giáo Sunni bất di bất dịch, là người bảo vệ các thánh địa là Mecca và Medina, có một nguồn tài chính và nền ngoại giao mạnh nhất trong thế giới Hồi giáo Sunni. Nếu hòa giải với Israel thì tính chính đáng về mặt thần học và tôn giáo của Hamas sẽ còn lại gì, khi tổ chức này luôn có những phát biểu cứng rắn dựa trên lòng thù hận đối với Israel và người Do Thái. Khi khởi động cuộc tấn công, các chiến lược gia của Hamas buộc thế giới Hồi giáo trong thế khó xử, hoặc tiếp tục hậu thuẫn người Palestine mà Hamas muốn là hiện thân, hoặc vẫn đi theo hướng xích lại gần với Israel. We'll be right back.